30 tháng vừa đi du học Mỹ về đấy rồi. Thế về Việt Nam có việc gì đấy em? Em về quê lấy vợ anh ạ. Lại chúc mừng nhá. Thế lấy vợ xa không em? Em lấy chồng xã rồi, gần lắm. À thế thì tiện quá rồi. Em chưa nói hết, cách có 50 cây rồi anh ạ. Và đây là sự thật thú vị về xã rộng nhất Việt Nam. Với diện tích hơn 1.113 km², thì xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là đơn vị hành chính cấp xã rộng nhất cả nước. Thậm chí xã này còn rộng hơn 3 tỉnh đó là Bắc Ninh, Hà Nam và Hưng Yên, và rộng ngang thành phố Hạ Long của Quảng Ninh. Để dễ hình dung, nếu xã Krông Na là một quốc gia thì quốc gia này sẽ rộng hơn 71 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thế còn để so sánh với các huyện ở Việt Nam thì xã Krông Na rộng hơn 640 trong tổng số 705 đơn vị hành chính cấp huyện tại Việt Nam. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi thì xã rộng như vậy tại sao không chia nhỏ ra cho dễ kiểm soát? Vì dân số của xã Krông Na chỉ hơn 5.000 người. Theo đó mà độ dân số của xã này chỉ vỏn vẹn có 5 người trên 1 km² mà thôi. Cho những bạn nào chưa biết thì hơn 98% diện tích tự nhiên của xã này là đất lâm nghiệp, chủ yếu là đất rừng đặc dụng thuộc quản lý của vườn quốc gia York Don. Một điểm nữa là xã Krông Na có hơn 46 km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia. Anh ơi, anh cho em nghỉ vài hôm em lên xã em xin giấy xác nhận. Cái gì? Lên xã xin giấy xác nhận mà nghỉ vài hôm? Từ nhà em lên xã tận mấy chục cây cơ mà. Em đi xe đạp chứ có đi xe máy đâu mà nhanh như thế.